Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi người dân Việt Nam, bà Hoàng Thị Loan thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người mẹ vĩ đại. Cuộc đời của bà là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, sự hy sinh, lòng nhân ái bao dung. Chính đức tính đó của bà đã hình thành đạo đức cách mạng, nhân cách cao đẹp của cậu bé Nguyễn Sinh Cung. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ tới người, các thế hệ người dân Việt Nam không quên tri ân và dành những tình cảm đặc biệt cho bà, người mẹ làng Sen. Bà Hoàng Thị Loan sinh năm 1868 tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, trong một gia đình nhà nho hiếu học. Năm 1883, bà kết duyên với ông Nguyễn Sinh Sắc. Dưới mái nhà tranh đơn sơ, bà tảo tần bươn trải với cuộc sống, lấy nghề dệt vải làm kế sinh nhai, chăm lo cho con, cho chồng ăn học. Sau khi ông Nguyễn Sinh Sắc thi đậu cử nhân, năm 1895, bà gồng gánh cùng với chồng con vượt chặng đường thiên lý vào kinh đô Huế sinh sống. Ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý 1901, bà Hoàng Thị Loan lâm bệnh nặng và trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 33. Tuy quãng đời sống bên chồng con ngắn ngủi, nhưng bà đã dành hết tình yêu thương cho gia đình. Và cũng chính những phẩm chất tốt đẹp của một người phụ nữ Việt Nam ở bà đã nuôi dưỡng nên tâm hồn, nhân cách của vị lãnh tụ kính yêu, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mẹ Bác Hồ, bà Hoàng Thị Loan là người mẹ Việt Nam vĩ đại mà chúng ta biết rằng là mẹ đã có công sinh thành và nuôi dưỡng cho dân tộc Việt Nam tới 3 người con yêu nước, trong đó là có Bác Hồ kính yêu. Ngay từ còn bé thì mẹ Bác Hồ đã thường hát ru con bằng những cái làn điệu dân ca của người dân Thượng Nghệ. Những cái làn điệu dân ca này cũng thấm đẫm vào tâm hồn của bác, nuôi dưỡng Bác Hồ kính yêu ngay từ còn bé. Và cái thời gian vào Huế, mặc dù là cuộc sống rất là vất vả khó khăn, nhưng mẹ Bác Hồ vẫn rất là lao động vất vả để nuôi chồng, nuôi con. Và chúng ta biết rằng là khi mà mẹ Bác Hồ qua đời á, thì Bác Hồ chúng ta mới chỉ là cậu bé 11 tuổi. Để ghi nhớ công ơn sinh thành và dưỡng dục Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1984, Đảng Bộ Nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh và lực lượng vũ trang quân khu 4 thay mặt cho đồng bào và chiến sĩ cả nước đã xây dựng khu mộ của bà trên núi Động Tranh, huyện Nam Đàn. Từ đó đến nay, khu mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành điểm văn hóa tâm linh thu hút hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến thăm viếng, tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn bà Hoàng Thị Loan. Lần đầu tiên em đến đấy thì em cũng xúc động với cuộc đời của ba. Ba là một người mẹ vĩ đại, bọn em đang trong tuổi trẻ, có sức lao động, bọn em sẽ cố gắng học tập và làm việc hết sức để giúp ích cho đất nước. Hôm nay tôi cũng rất là vinh dự là lần đầu tiên tôi ở với Hà Nội đến đây mà đến thăm mộ của mẹ của Bác Hồ. Tôi rất là cảm động và sung sướng. Và đến nhất cái hai là để đặt để ngôi mộ của mẹ Bác lên đây thì quá là tuyệt vời theo mấy tâm suy nghĩ của tôi. Trong một lần thăm viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: "Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cụ, người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã mang lại vinh quang cho đất nước Việt Nam, người mà mọi người Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác sẽ mãi mãi ghi ơn. Và cho đến hôm nay, hình ảnh về bà, một người mẹ giàu lòng nhân ái, đức hy sinh, hết mực thương yêu chồng, vẫn mãi tỏa hương thơm ngát như một đóa sen đời."